xin chào tất cả mọi người hôm nay là tối ngày mùng 2 tháng 10 à, tiếp tục với việc đọc sách mỗi ngày bằng à, cuốn sách đắc nhân tâm của Dale Carnegie à, câu chuyện tiếp theo đó là khơi gợi sự cao thượng JP Morgan nhận xét rằng con người thường có hai lý do để hành động một lý do thật mà người ta không nhận ra hoặc cố tình che giấu và một lý do tốt đẹp được tuyên bố trước mọi người dù bạn có chỉ trích thế nào thì người ta vẫn chỉ hành động theo lý do thật trong khi luôn muốn bạn tin vào lý do tốt đẹp vậy sao bạn không tán thành tâm lý đó hãy khen ngợi lý do tốt đẹp của họ dù bạn biết lý do thật đằng sau đó là gì đi nữa ông hamilton uh, ở bang pennsylvania Uh, Pennsylvania là chủ của một khu nhà trọ, một khách trọ đòi ra đi bất chấp hợp đồng. Uh, còn những 4 tháng nữa, những người này đã sống trong ngôi nhà của tôi suốt cả mùa đông, thời kỳ đắt khách nhất trong năm. Ông Faren kể trước lớp học và tôi biết sẽ khó tìm được người thuê căn phòng này trước mùa thu có thể thấy khoản thu nhập bị mất đi này là rất lớn quả là tức điên lên được theo lẽ thường đáng lý tôi phải xông vào và bảo anh ta đọc kỹ hợp đồng một lần nữa để thấy rằng dù ra đi ngay bây giờ thì anh ta cũng phải trả toàn bộ tiền thuê nhà của 4 tháng còn lại như đã được ký kết. Tuy nhiên cuối cùng tôi đã quyết định dùng một chiến lược khác. Tôi nói: "Ông đo, tôi nghe nói ông định ra đi à?" Nhưng tôi không tin, tôi cũng hiểu được đôi chút về bản chất con người và ngay từ lúc mới gặp tôi đã tin chắc ông là người rất trọng chữ tín. Tôi dám đánh cược À, như thế đấy vậy tôi xin đề nghị thế này ông hãy suy nghĩ lại vài ngày nhé à, tới đầu tháng lúc đến trả tiền thuê nhà nếu ông vẫn bảo rằng ông muốn ra đi thì tôi sẽ đồng ý với quyết định của ông tôi sẽ vui vẻ để ông ra đi và thừa nhận rằng suy nghĩ của tôi về ông là sai lầm nhưng dù sao tôi vẫn tin là ông là người trọng chữ tín ông sẽ giữ lời cam kết thế rồi đến đầu tháng người này tới trả tiền thuê nhà và báo với vợ chồng à, anh đã bàn kỹ điều này và quyết định ở lại họ biết không có cách nào bảo toàn danh dự khác hơn là ở lại cho đến hết hợp đồng. Có lần hầu tước Nolotnikov no, no không hài lòng khi thấy một tờ báo đăng bức ảnh bức ảnh của mình mà không báo trước. Ông đã viết cho tòa soạn này một bức thư, nhưng thay vì viết xin vui lòng không đăng ảnh của tôi, tôi không thích điều đó. Ông lại sử dụng một lý do cao quý hơn khi nhắc đến lòng tôn kính và tình yêu của mọi người dành cho người mẹ ông viết xin vui lòng đừng công bố bức ảnh của tôi, mẹ tôi không hề thích điều đó và tôi hoàn toàn không muốn làm mẹ tôi buồn. Khi He Theodore Roosevelt không muốn báo chí đăng hình ảnh các con của ông, ông cũng dùng đến những lý do cao quý để khơi gợi sự cao thượng. Trong họ ông nhắc đến một chuyện, ờ, ông nhắc đến một nguyên tắc ăn sâu trong mọi người, chúng ta không gây tổn hại đến trẻ con, ông nói, các ông biết bọn trẻ như thế nào rồi, một vài người trong các ông có con cái, các ông cũng biết đăng ảnh bọn trẻ nhiều sẽ không tốt cho chúng. Ciruut uh, uh, Kutit, chủ hai tờ báo tin tức chiều thứ bảy và tập san phụ nữ và gia đình với gia sản hàng triệu đô la xuất thân là một cậu bé nghèo khổ ở ở ở Mai buổi đầu khởi nghiệp ông không thể trả tiền nhuận bút cho các cộng tác viên bằng với các tạp chí khác để có được các bài viết của những cây bút hàng đầu trong ngành báo chí ông đã kêu gọi những hành động cao thượng của họ chẳng hạn ông thuyết phục bà Nusa Akot, tác giả của quyển sách Bất tử, những người phụ nữ nhỏ bé, viết cho ông khi bà đang trên đỉnh cao sự nghiệp bằng cách ký tờ xét 100 đô la để nhân danh bà trao cho một tổ chức từ thiện công việc mà bà yêu thích. Không thể có một chìa khóa vạn năng đối với một loại khóa, cũng không có một nguyên tắc nào để có thể ứng dụng Nói chung cho tất cả mọi người. Nếu các bạn đã hài lòng với những kết quả đạt được thì tôi nghĩ rằng các bạn không nên thay đổi. Còn nếu như ngược lại các bạn có thể thử nghiệm cách thức mới, cũng chẳng mất gì cả. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích đọc câu chuyện có thực sau đây của James Thomas, một học viên trước đây của tôi. Có 6 khách hàng của một công ty xe hơi không chịu trả tiền sửa xe, họ không phủ nhận toàn bộ hóa đơn nhưng mỗi người lại cho rằng hóa đơn tính sai một vài chỗ. Công ty biết rõ các hóa đơn không sai và những khách hàng này cũng đều ký tên vào hợp đồng sửa chữa trước khi công việc được tiến hành nhưng công ty đã mắc một sai lầm đầu tiên là nói ra điều ấy và sau đây là vài biện pháp mà những nhân viên ở bộ phận tài chính vẫn làm để thu những hóa đơn đã quá hạn các bạn cho rằng họ thành công không cho rằng họ thành công không một họ đến nhà từng người và sẵn giọng nói rằng họ đến thu tiền nợ đã hết hạn từ lâu hai họ trình bày đơn giản rằng công ty tuyệt đối đúng và như vậy khách hàng hoàn toàn nầm lẫn rõ ràng không thể chối cãi được 3. họ bảo rằng công ty biết rõ về xe hơi hơn khách hàng nên không cần phải tranh luận gì cả 4. họ tranh cãi với khách hàng khi người phụ nữ khi người phụ trách tài chính à, sắp sử dụng luật pháp với khách hàng thì may sao vấn đề đến tai tổng giám đốc ông xem xét lại mọi việc thấy rằng những người khách ấy trước đây luôn thanh toán sản phẩm như vậy việc này à, có gì đó không ổn à, có thể sai nầm nằm ở phương pháp thu tiền thế là ông giao cho james thomas đi thu những khoản nợ khó đòi này thomas kể lại các bước mà ông đã thực hiện tôi đi thăm từng khách hàng hỏi xem họ không hài lòng công ty ở những điểm nào hai tôi nói rằng tôi phải đi tìm hiểu sự việc vì công ty cũng có thể phạm sai nầm ba tôi bảo rằng không ai hiểu rõ xe của họ hơn chính họ hơn nữa họ có kiến thức chuyên môn về vấn đề này bốn tôi để họ nói và lắng nghe tất cả sự quan tâm và thiện cả năm cuối cùng khi họ đã chút hết nỗi lòng trở nên bình tĩnh tôi mới kêu gọi những động cơ cao thượng mà họ xem xét lại vấn đề tôi nói trước hết tôi cảm thấy vấn đề này đã bị xử lý sai lầm, bộ phận tài chính đã gây cho những um, ông những phiền hà rắc rối. Tôi rất buồn với cách uh, với tư cách là một đại diện của công ty tôi vô cùng xin lỗi chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khi nghe ông trình bày tôi nhận thấy rõ sự thái độ lịch sự và kiên nhẫn của ông. Vì vậy xin uh, ông giúp tôi đây là một điều mà ông có thể làm tốt hơn bất kỳ Ai vì ông là người hiểu rõ nhất. Đây là hóa đơn của ông, xin ông xem xét và chỉnh lại, dù uh, như vai trò uh, chủ tịch công ty ông muốn sao tôi xin theo nghe vậy. Uh, ông muốn sao tôi xin nghe theo vậy. Năm vị khách đều tỏ ra hài lòng với việc chỉnh sửa uh, hóa đơn, uh, nhưng chỉ các chi tiết bị uh, sửa đổi, còn giá trị mỗi hóa đơn khoảng vài trăm đô la đều được giữ nguyên và thanh toán đầy đủ, chỉ một người từ chối không trả một xu nào nhưng đây mới là điều đáng nói và sau đó của toàn bộ sự việc trong vòng hai năm sau cả sáu người này đều tiếp tục mua xe hơi mới của công ty chúng tôi ông thomas nói thêm kinh nghiệm cho tôi biết rằng nền tảng tốt nhất trong mọi mối quan hệ là hãy luôn suy nghĩ rằng khách hàng trung thực và công bằng mà quả thật đa số khách hàng đều như thế họ sẵn lòng thanh toán sòng phẳng nếu họ thực sự yên tâm về sự chính xác của các hóa đơn tất nhiên phải có ngoại lệ nhưng tôi tin hầu hết những cá nhân tham uh, cá cá nhân gian tham hay có thiên hướng gây khó khăn cho người khác sẽ hợp tác hơn nếu bạn chứng tỏ họ cho họ thấy rằng bạn uh, xem họ là người trung thực thẳng thắn và lịch sự nếu được yêu thương con người sẽ biết yêu thương và trở nên đáng uh, yêu hơn nếu bạn cứ nếu bạn cứ chỉ luôn nhìn vào mặt xấu của một ai đó điều đó sẽ làm anh ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều tốt, chắc chắn anh ta sẽ làm được. Uh, Johan Goethe Nguyên tắc thứ 19. Khơi gợi sự cao thượng nơi người khác. Uh, câu chuyện tiếp theo đó là trình bày vấn đề một cách sinh động. Cách đây nhiều năm, uh, tờ tin nhanh buổi chiều Finanfia bị tấn công bằng một chiến dịch bôi nhọ uy tín. Uh, một uh, nơi uh, đồn đại ác ý cho rằng tờ báo không còn hấp dẫn vì có quá nhiều quảng cáo nhưng truyền tải quá ít thông tin, cần phải hành động cấp bách để dập tắt ngay tin đồn này và tờ đã soạn uh, và tờ và tòa soạn đã chọn cách phân loại sắp xếp lại những bài viết của mỗi kỳ phát hành bình thường hàng ngày rồi xuất bản thành một quyển sách đặt tên là tin tức hàng ngày, sách dày 307 trang in tất cả tin tức hình ảnh sự kiện trong một ngày và giá chỉ có vài xu. Thật ra thì nội dung tờ báo vẫn vậy, nhưng cách trình bày sự kiện sinh động hơn, hấp dẫn hơn, nôi cuốn hơn, rất nhiều các hình ảnh và bài viết xuông trên các tờ báo khác. Trình bày ý tưởng đơn thuần chưa đủ sức thu hút sự chú ý, ý tưởng phải được trình bày sinh động, hấp dẫn và thú vị. Đó là nghệ thuật của quảng cáo, điện ảnh cũng đã sử dụng, truyền hình cũng thế và bạn cũng cần sử dụng nếu bạn muốn có được sự chú ý của người khác. Những chuyên gia quảng cáo trên truyền hình có vô số những ý tưởng uh, kỹ thuật hấp dẫn để quảng cáo sản phẩm, một loại kem đánh răng làm răng trắng sáng và chắc và rắn chắc ngay lập tức với sự xác nhận của một nha sĩ, một loại xà phòng hay thuốc tẩy uh, tiếp xúc nơi đầu và là nơi đó nở hoa, uh, phát sáng ống ánh, những gương mặt sung sướng biểu lộ sự hài lòng mãn nguyện với một loại sản phẩm nào đó, tất cả những hành động cụ thể sống động ấy kích thích người xem nhận ra ưu điểm của hàng hóa đang quảng cáo và thúc giục người ta mua các sản phẩm ấy. Jim Iman, người bán hàng cho công ty NCR ở, ở bang Virginia, kể lại cách ông bán bằng một cách trình diễn hấp dẫn. Tuần trước tôi đến thăm một người bán này và thấy máy đếm tiền của ông ta quá quá sức cũ kỹ. Tôi đến gần ông chủ và bảo ông, ông đang vứt vài xu mỗi lần có khách đi qua quầy tính tiền của ông. Nói đoạn tôi vứt một nhúng tiền xu xuống sàn ông ta lập tức chú ý đến tôi những lời nói đơn thuần có thể không tạo được ấn tượng đối với ông nhưng tiếng neng keng của các đồng xu khiến ông chú ý kết quả là lần tiếp xúc đó là tôi đã tác động được để ông đặt hàng thay thế tất cả các máy móc đã cũ của mình ngày xưa các chàng trai thường quỳ xuống để cầu hôn không ai yêu cầu phải thế nhưng các chàng làm vậy để tạo ra một không khí lãng mạn trước khi bày tỏ khiến các cô gái cảm động và dễ đồng ý hơn. Giáo dục trẻ em cũng cần có phương pháp này. Joe Fan ở uh, Birmingham, Alabama không thể bắt cậu con trai 5 tuổi và cô con gái 3 tuổi thu dọn đồ chơi chúng vứt bừa bãi trên sàn nhà. Cho nên ông đã nghĩ ra trò chơi tàu hỏa chở hàng. Bao nhiêu than đá trò chơi của chúng đều được hai đứa trẻ gom lại hết, chất vào toa hàng rồi cậu anh lái tàu chở cô em đi loanh quanh khắp nhà. Bằng cách này căn phòng được dọn sạch mà không phải dùng đến cách giả, giải, dài dòng hay đe dọa trừng phạt. Mà giả sử ông có đe dọa cũng chưa chắc bắt bọn trẻ ngăn nắp như ý ông muốn. Bà Marie Catherine uh, thuộc bang Indiana đang gặp một số vấn đề khó khăn cần bàn với ông chủ. Nhưng cô thư ký luôn nói ông bận suốt tuần, lịch làm việc rất chặt chẽ. Cuối cùng bà đã nghĩ ra một cách, bèn viết cho ông một bức thư nghiêm chỉnh trong thư nói rằng bà hiểu ông bận như thế nào. Nhưng bà cần trình bày với ông một vấn đề quan trọng. Bà gửi kèm một mẫu thư viết sẵn đặt trong phong bì và có ghi địa chỉ của mình, bức thư được viết như sau. À, thưa bà, tôi có thể gặp bà vào lúc uh, tôi chỉ có thể dành cho bà 10 phút mà thôi. Như vậy ông ấy hoặc cô thư ký chỉ cần điền vài thông tin uh, giờ giấc vào đoạn để chống và gói lại cho bà. Bà kể tôi bỏ bức thư vào hộp thư của ông chủ lúc 11 giờ sáng và 2 giờ chiều tôi kiểm tra hòm thư ở đây có cái phong bì chính tôi đề gửi cho tôi ông ấy hẹn dành cho tôi 10 phút vào buổi chiều hôm đó tôi đã gặp ông chúng tôi đã trò chuyện trên một tiếng đồng hồ và giải quyết được rất nhiều vấn đề của tôi nếu không nghĩ ra cách trình bày gây ấn tượng như vậy thì có lẽ tôi còn phải đợi rất lâu James Bolton phải đệ trình một tờ báo phải đệ trình một báo cáo dài về thị trường kem dưỡng da với những số liệu thống kê đầy đủ chính xác và toàn diện về mức độ cạnh tranh nhưng lần đầu gặp ông chủ để báo cáo, anh lại để mình rơi vào một cuộc thảo luận vô bổ về phương pháp khảo sát thị trường. Rồi đi đến tranh cãi rút kinh nghiệm lần sau, anh đã phải thay đổi phương pháp. Tôi bước vào phòng làm việc của ông chủ lúc ông đang bận uh, tiếp điện thoại. Trong khi chờ đợi, tôi mở một vani và đặt 30 nọ kem dưỡng da các loại lên mặt bàn và làm việc của ông. Uh, mặt bàn làm việc của ông. Trên mỗi nọ, tôi đều dán một mảnh giấy ghi vắn tắt những kết quả khảo sát về nó. Giải quyết việc điện thoại xong, ông cầm từng nọ nên đọc thông tin ghi trên đó. Ông hỏi thêm một vài câu thể hiện rõ sự quan tâm. Lúc đầu ông nói chỉ dành cho tôi 10 phút để trình bày sự việc, nhưng 10 phút đã trôi qua rồi 20 phút, 40 phút cuối cùng chúng tôi nói chuyện đến hết một tiếng đồng hồ. Lần này tôi trình bày cũng cũng những sự kiện như tôi đã trình bày trước đây. Tuy nhiên tôi có sử dụng những biện pháp gây chú ý, phương pháp quảng cáo trực quan và nó đã tạo được kết quả to lớn hơn một món ăn được trình bày sinh động sẽ làm thực khách cảm nhận rõ cái tài của người đầu bếp một truyện ngắn được viết sinh động làm độc giả nhận ra khả năng sử dụng ngôn ngữ của nhà văn một ý kiến được mô tả sinh động làm cho người nghe cảm nhận được trí tuệ tinh tế của người nói. Câu nội dung đọc truyện uh, tối ngày mùng 2 tháng 10 đến đây là kết thúc uh, chúc cho các bạn ngủ ngon và chúc cho các bạn có một ngày chủ nhật uh, uh, nghỉ ngơi với thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui và uh, hạnh phúc và xin cảm ơn.